Xin chào các bạn, mình là Thợ Ông Chuyên. Hôm nay mình thử bung cái mạch backboard DC-DC ra nghịch xem như nào. Mạch backboard XIS3580. Cái mạch của mình nó bị lỗi là báo sai dòng tải, nhưng mà điện áp ra vẫn bình thường. Có bạn khán giả bạn ấy bảo là của bạn ấy bị mất điện áp ra, thì mình cũng nhân tiện mình bóc ra mình xem có khắc phục được không. Lỗi điện áp ra cũng có khả năng khắc phục được, nhưng còn cái báo sai cái dòng tải thì chắc là mình không khắc phục được. Cấu tạo thằng này nó gồm hai tấm, một tấm vi xử lý điều khiển và một tấm công suất. Tấm công suất này các con công suất và tụ và cuộn cảm thì mình đã bóc ra rồi. Trên tấm công suất này có một con IC điều khiển là FP5139. Các bạn tra theo cái tên IC này dataset sẽ có, và nó có sơ một mạch công suất nhỏ này, nó không thiết kế giống cho cái cụm này, nhưng một mạch công suất dạng này là có và giá nó rẻ thôi. Con này nó chân 4, nó sẽ nhận từ con vi điều khiển trên này này. Vi điều khiển này nó sẽ cấp xung vào qua con cha này để điều khiển chân 4. Nó sẽ điều khiển điện áp ra. Và chân 5 là chân A của con FP5139 này, thì nó sẽ cấp qua của hai con cha nhỏ nhỏ này. G3i này, 2TI này tạo thành một cặp driver để lái con MOSFET ở đây. Kích vào chân G của nó đây. Đây là sơ đồ mạch mình tra được trên mạng, tra trên Google một sơ đồ mạch nó gần giống nhau cái mạch này nhé. Trên cái tấm này nó sẽ có hai con RM358 này để so sánh và kiểm tra các điện áp ra, nói chung để so sánh để biết trạng thái làm việc của nó. Và con này có một con error sun ở đây, không phải con error sun, con này có một con error công suất là R025, tức là 0,025 ohm, nó để đo cái dòng tải đầu ra. Sơ đồ phần công suất thì mình đã vẽ lại đây. Điện áp vào này, qua một cuộn cảm này, được lái bởi một con MOSFET là B75LF75. Nó là con này. Và tiếp tục là qua một con diode này, có một con tụ CR4 nhá, con tụ này quan trọng này, con diode này, rồi cuộn lọc này, các cuộn lọc đây, các cuộn cảm nhé, gọi cuộn lọc hơi sai, rồi các con tụ thì mình không vẽ ở đây, và nó cấp đầu ra và chân âm của đầu ra này nối qua con điện trở công suất ấy, mình ghi 0,2 là sai nhé, 0,025 này, và sẽ đưa vào đường cảm biến dòng. Còn đây là từ vi xử lý này, qua một con chan đó là G3i kích vào chân 4 của con IC điều khiển FP5139 ấy, điều khiển điện áp ra. Đối với cái lỗi của bạn khán giả không có điện áp ra ấy, thì đầu tiên mình đã ghi đây, một kiểm tra điện trở cảm biến dòng. Con này mà nứt thì nó sẽ chân ao đầu ra này sẽ mất, nó không được nối vào với âm nguồn nhé. Mình quên chưa nói có một con MOSFET để chống cắm ngược cực nhé. Cắm ngược cực đầu vào của cái mạch này đấy, mạch công suất ấy. Thì đầu tiên mất điện áp ra để kiểm tra R cảm biến dòng này. Một con tụ R1 này. Con tụ R1 này nếu mà đứt con này thì đầu ra cũng mất này. Diode thì chắc khó chết, diode và MOSFET thì chắc khó chết lắm. Và tiếp theo là đây các tụ, các linh kiện trên đường công suất thì mình ghi ra đây rồi. Còn tiếp theo mình sẽ dùng máy điện sóng mình đo xung kích, đo tại chân G của MOSFET này, đo tại chân 5 này, hoặc có thể là dương 5V này cấp cho cụm driver này thì không thể mất được, vì cái mạch của bạn kia là phần hiển thị vẫn đang bình thường, phần hiển thị và điều khiển đang bình thường thì phần này có điện áp rồi. Thế mình chỉ đo được như thế thôi. G, IGBT này, chân 5 còn driver này, và chân 4 đưa vào đây, chân 4 đây là sẽ lấy từ vi điều khiển để đưa xuống. Nhưng đầu tiên mình phải hàn cho nó chạy đã rồi mới tính. Sau khi hàn chạy mình sẽ đo các xung nữa. Sau một hồi mình hàn lại thì sau đây mình sẽ thử nghiệm nhé, cấp cho nó 12V vào này, vẫn chạy được, may mắn. Mình đang nối máy hiện sóng đo xung kích chân G của IGB của con MOSFET. Đây là đồng hồ đo điện áp ra của mạch này.
đang 18V này. Chết rồi. Mười tám phần bốn này đang là đặt 18V nam ra nhé. Đang các bạn nhìn xung kích kìa, đồng hồ à, công máy hệ sóng mình hơi kém nên nó xung nó không ổn định, nó nhảy nhé. Tăng điện nam ra này, tăng điện áp ra thì cái xung nhưng kích chân gờ sẽ thay đổi này, và điện áp ra cũng thay đổi theo này, giảm điện áp này thì nhìn cái xung nó sẽ có sự thay đổi, nhưng mà cái đồng máy hiện sóng của mình không đủ khả năng để nhìn được, máy hiện sóng này hàng thấp thôi, để 1V này, à để 2V này, gần như xung nó mất đi này, tăng xung lên, tăng điện áp ra thì xung sẽ nhiều hơn, điện áp và đồng hồ thay đổi tương ứng nhé. Tổng kết lại thì đối với cái mạch của bạn khán giả mà mất điện áp ra ấy, thì bạn kiểm tra cho mình quan tụ R1 này, à CP1 này, C1 giữa hai cuộn cảm này, mất con này mất điện áp ra này, là con này tụ này dễ chết này, ở con trở để cảm biến dòng này, là con 2,2 ở dưới đây này, đây là con trở này, con cảm biến dòng này. Và khi không được ấy, thì nếu có máy hiện sóng thì đo cái xung kích chân gờ này, hai con driver lái cho mốt phét này, rồi các con linh kiện ở trên cái đường công suất này, các con tụ này thì dễ khó chết hơn, con tụ CP1 dễ chết nhất này, CP2 này. Mình có đo thử cái chân 4 của cái chân đường vi xử lý đưa vào con chan để kích cho con FP5139 đây này, nhưng mình đo cái điện áp nó dao động rất ít, mình không quan sát được máy hiện sóng này được, chắc phải máy hiện sóng tốt hơn. Đây phương pháp khắc phục của mình đây. Video mình đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.